Xin chào các bạn, hôm nay tôi mang đến tập tiếp theo của bộ phim Cầm tù tập 116. Kết thúc ở tập trước Hira đã đưa ra một quyết định lớn. Chuyển cảnh là hình ảnh Ohum ngồi lặng lẽ một mình trong vũ ơn nhà, suy nghĩ về tất cả những chuyện đã qua và cả về những gì Hira đã nói với anh. Ohum đã suy nghĩ rất lâu, mà không tìm ra cách nào để có thể hàn gắn mối quan hệ với Hira. Trong hồi tưởng của Ohum, Hira đã chấp nhận tha thứ cho anh ấy. Hai người họ đã không còn những cãi vã, cùng nhau giải quyết mọi chuyện. Hira nói rằng nếu một người tìm thấy điều gì đó trong cuộc sống để phấn đấu, người ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Giọng Hira vang kên trong đầu Ohum người ta không nên bỏ cuộc khi tìm thấy điều gì trong cuộc sống. Át hẳn Ohum cũng rất nản vì mối quan hệ của họ luôn gặp những sóng gió, nhưng nhờ vào tiếng nói của Hira mà Ohum như được tiếp thêm động lực. Anh ấy nắm chặt lấy chiếc nhẫn và thần hứa rằng sẽ để Hira có cuộc sống hạnh phúc. Chuyển cảnh Hira đến bên giường của Ali, Ali tuy còn là cậu bé nhưng cậu đã ý thức được rằng Mối quan hệ giữa Ohun và Hira ngày càng bất ổn. Trong trái tim của Ali anh ấy không muốn Ohun và Hira chia xa nhau. Hira an ủi Ali rằng bạn hãy bình tĩnh đi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi sẽ luôn dành thời gian ở bên bạn và sẽ cho bạn hạnh phúc. Và Ali cũng coi Ohun và Hira như cha mẹ của mình. Ali đã hỏi Hira rằng vị trí của Ohun trong tin cô là như thế nào. Đúng lúc này Ohun tới và đứng cửa phòng Ali. Anh ấy tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Ali hỏi Hira rằng Ohum có làm bạn thất vọng không? Gần đây con thấy cô buồn nhiều như vậy. Như thường lệ, nếu Ohum không thể tự tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi, mà anh ấy tự đặt ta cho mình, lúc anh ấy dối não, anh ấy sẽ tìm tới ông A -cup để xin lời khuyên. Ông A hiểu rõ mối quan hệ của hai người, ông cũng nhận thấy rằng Hira muốn ly hôn mách điều ấy Ohum lại không muốn. Hira đã bị tổn thương bởi thái độ và cách đối xử của Ohum đối với cô ấy. Anh ấy đi ra khỏi buồn với tân trạng không tốt, đóng dầm cái cửa lại làm Hira rất sợ hãi. Hira có lẽ vẫn muốn cho anh ấy thêm một cơ hội khi mà anh ấy nhận ra sai lầm của mình. Các khán giả cũng thắc mắc rằng chỉ cần một câu xin lỗi của Ohum sẽ giải quyết tất cả vậy sao anh ấy lại chậm chạp và cố chấp như thế. Nếu mà anh ấy nói ra câu xin lỗi thì vịt review cũng không có nội dung để review về kép nữa đâu. ahihi. Mặt khác về câu chuyện của Kenla và Henia, cơn ác mộng của Henia đã trở thành sự thật trong ngày cưới của cô với Kenla. Kenla đã phát hiện rằng Henia đã không hiến thận cho em gái của mình như đã nói, anh vứt chiếc nhẫn cưới xuống đất và tức giận rời đi. Henia nhặt lại chiếc nhẫn nhìn về phía Kenla mà anh ấy đã đi mất rồi. Lời nói dối này sẽ là nguyên nhân khiến mối quan hệ của họ kết thúc, Kenla sẽ chia tay Henia. Cuối cùng Ohum đã gặp riêng Hira ở trong phòng ngủ của hai người, để nói ra những lời cất giấu trong lòng mình một cách chân thành. Đối với Hira anh ấy sẽ xin lỗi tất cả về những sai lầm của anh ấy, về những tổn thương về Hira đã chịu trong thời gian qua. Hira thổ lộ rằng tôi không muốn nhiều điều, tôi chỉ muốn có cuộc sống nhỏ bé, nơi tôi có thể hạnh phúc trong một ngôi nhà có những bình hoa, nơi đó có tình yêu mới thực sự là cuộc sống. Liệu trong tập tiếp theo hai người họ có chia tay theo như Hira nói hay không? Mời các bạn đăng ký kênh để nhận thông báo tập mới nhất của Viet Review phim nhé.